Làm sao biết được, làm sao mà có thể dự đoán được một người nào đó có ý định đi tự sát? Thì trên cái khu vực cái lòng bàn tay của mình thì sẽ có những cái đường chỉ tay báo hiệu cái vấn đề đó xảy ra. Thì mọi người hãy xòe cái bàn tay mình ra, hoặc là người thân của mình xem nam thì tay trái, nữ tay phải. Thì đầu tiên á, trên cái đường vận mệnh nó sẽ xuất hiện một cái ngôi sao trên cái đầu đường. Đây, đây là cái đường vận mệnh. Thì trên cái đoạn đường này nè, đầu đường này nè, nó sẽ xuất hiện một hình ngôi sao. Đồng thời đó thì ngay cái khu vực gò nguyệt này nè, khu vực gò nguyệt này mọi người nè, nó sẽ xuất hiện thêm một cái ngôi sao nữa. Thì cái sự xuất hiện là đồng thời nha, nó phải có xảy ra là giữa hai cái lần. Thứ nhất là trên cái đầu đường vận mệnh có cái ngôi sao, và thứ hai nữa là ngay gò nguyệt có ngôi sao. Thì cái vấn đề một người nào đó nghĩ đến vấn đề tự sát mới xảy ra. Những người này á thì cái tinh thần của họ á, là bị, thứ nhất là bị đau khổ lắm, thứ hai là người ta cực khổ lắm. Những người có thể là những người cái tinh thần của họ bị ép cho đến cái đường cùng, không cách nào giải thoát được. Thì những người này thường thường là họ nghĩ đến cái vấn đề là đi tự tử. Thì trong video trước mọi người mình có nói về vấn đề là thủy nạn á, thì trên cái gò và gò nguyệt này nè, nó xuất hiện ngôi sao, thì vấn đề thủy nạn liên quan đến tai nạn về đường thủy, liên quan đến tai nạn về nước có thể xảy ra. Do đó khi mà mặc dù nếu mà trên đường này nó không có xuất hiện cái ngôi sao ở đây, phải không, thì vấn đề này là những người này phải cẩn thận đi về nước nè. Những người liên quan với nước thì không nên không không nên tiếp xúc với nó, hạn chế đến những nơi mà có nước hoặc là liên quan tới nước. Còn trường hợp nếu mà xuất hiện đồng thời có hai nơi này, thì những người này thì mình cần phải có những cái gọi là giải thích, hay là nói những điều hay tốt đẹp để những người này tránh bỏ đi cái ý định là đi tự sát đi. Đây là những cái dấu hiệu mà thật sự là không, rất là không tốt dành cho ai mà có những dấu hiệu như thế này. Rồi một cái nữa, mọi người thấy là ở trên cái đường mà đường cái ngông ngông tới giữa nè, sẽ có những cái đường, nhiều đường mà chạy thẳng như thế này. Đây, đây là những người mà cũng có ý định gọi là đi tự sát, chỉ cần một cái dấu hiệu như thế thôi là cũng có rồi. Tại vì những người là tinh thần người ta kém lắm, yếu lắm. Rồi những người này thì họ với giống như là họ đi vào đường cùng gì đó, họ không có một cách nào để giải thoát được hết cho bản thân của mình, thì luôn 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 suy nghĩ những cái điều tiêu cực, đầu óc tiêu cực, cho đó thì dễ dàng dẫn đến những hành động mà xấu không đáng có cho bản thân. Hoặc là một người để ý tiếp trên cái gò mà gò mục tinh này, thì sẽ có những cái hình tam giác nhỏ 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 mà đang xen nhau đây, nhiều nha mọi người nha, nhiều cái hình tam giác nó xuất hiện đó. Những đây là một trong những, cũng là một trong những cái báo hiệu là dự đoán được cái là cái vấn đề những người này suy nghĩ đến vấn đề là cách liễu cuộc sống của mình để giải thoát cái những cái đau khổ hiện tại, những cái áp lực, những cái stress đang hiện tại mà không thể nào mà giải thích giải được. Nhưng mà dù gì đi nữa, cho dù mình có giải thoát đi nữa thì cũng không tốt đâu, sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Không, do đó thì mình, nếu như mà mọi người thấy trên bàn tay của bản thân mình, người và người thân của mình, hay những ai đó có như này, mình cần khuyên bảo họ để họ tránh đi những cái đường sai dẫn đến những cái tổn hại không đáng có cho cái sức khỏe của mình. Có thể những cái vấn đề tự tử này nó không dẫn đến tính mạng là mất, có thể là dẫn đến là ví dụ có thể tự tử chết hoặc là không chết cũng có thể khả năng xảy ra. Nhưng mà đây là những cái điều mà báo hiệu là không tốt, và một trong những cái dấu hiệu trong này thì chắc chắn là cuộc sống của người những người này đang rất là đau khổ, cực khổ vô cùng. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video, mong những người có đường chỉ tay này sẽ có cuộc sống thật sự là tốt hơn, may mắn hơn, để mọi thứ nó thuận buồm xuôi gió hơn. Xin chào, cảm ơn mọi người.